Hello Lù xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ tổng hợp One Piece tập 1060 đến 1064. Sau kinh dùng Imperia kéo cái đầu mình dài ra bắn thẳng về phía Zoro, do tốc độ nhanh và cự ly gần nên Zoro không né kịp nó. Xe qua bên hông Zoro và xuyên qua những tảng đá phía sau, sau đòn đó thì thanh Sandai Kitesu đã bị rơi khỏi đảo. Zoro cố gắng giữ lại thanh kiếm và nhớ lại thanh Sandai Hitesu và thanh. Kiếm bị nguyên rủa lúc Zoro mua ở cửa hàng và đã chọn nó, và nó cũng là thanh kiếm được Hitesu rèn ra. Kinh khi thấy Zoro cố liều mạng vớt lại thanh kiếm của mình thì Kinh lao vào đá Zoro bay đi và rất may thanh Wado Ichimon không bị rơi khỏi đảo Zoro nhớ lại lời hứa của mình sẽ trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới khi Kuna không may qua đời và thanh bạch kiếm này theo lời kể của Hitetsu thì thanh bạch kiếm của Kuna chính là Wado Ichimonji và thanh Inma cũng được tạo ra từ luyện kiếm đại sư Shimotsuki Kozaburo lúc trước Zoro không để ý tới nhưng Zoro lúc này thất mắt tại sao một thanh kiếm ở Wano lại lưu lạc đến biển Đông xanh Zoro dùng hai thanh kiếm còn lại. Chiến đấu với Kinh, Kinh hỏi Zoro mày đã gom đủ ba thanh kiếm chưa và bắn các tia đạn về phía Zoro. Thanh Inma ở gần đó đã tỏa ra luồng Haki, Zoro thấy vậy nên đã chạy tới rút thanh Inma lên và đỡ đòn đánh của Kinh. Vì đòn đánh của Kinh hơi mạnh nên đã làm sập mái vòm nên Zoro đã rơi xuống dưới. Trong lúc đang rơi thì Zoro nhớ ra lời của Momo là không được nói Sunakchi Zoro thì không biết nó có ý nghĩa gì. Nhưng anh đã nghe được từ một ông già trong làng nơi mà trước đây anh từng sinh sống trước và nhớ lại ông già đó là ông nội của Quy ma qua cuộc trò chuyện. Với ông già Shimotsuki Kozaburo này thì Zoro đã biết sunakchi là tiếng sung trận đem lại lòng cang đảm cho các võ sĩ. Zoro hỏi ông ta có phải là một samurai không vậy? Thì ông ta bảo, Zoro bé cái mùng thôi chứ không hải quân tới bắt tao mất. Và lúc đó Zoro chán việc tập luyện ở võ đường và cứ bị thua quina nên ngỏ ý muốn xin hai thanh kiếm của ông để luyện tập và. Ông đã đồng ý dù cho Zoro không có tiền trả. Ông ta nói khi một thợ rèn nên một thanh kiếm họ phải đào đảm bảo chúng đoạt được nhiều mạng càng tốt và kiếm tạo ra là để chém người và ta chỉ. Làm được chừng đó bà bảo Zoro lấy đi mà luyện tập, ông ta còn nói mỗi thanh kiếm giống như một cá nhân với bản ngã độc nhất, một kiếm sĩ là phải thuần hóa cái hoang dại và thuần phục. Nó theo ý chí của mình, lúc này ông ta rút một thanh kiếm ra và nói thật là nực cười khi những thanh kiếm chết chóc bị coi là nguyền rủa. ta xem đó là lời khen tặng của những lũ yếu. Nhiều đồn thổi cái suy nghĩ vớ vẩn đó của chúng, khi ta còn trẻ đã tạo ra một kệ tác, và bản tính của nó sẽ khiến Zoro cảm thấy dùng mình khi cầm nó, và ông ta đặt tên nó theo tên của Diêm, Vương, và nó chính là Diêm Vương Inma, lúc này ở một nơi khác rồng hường momo vẫn đang cố gắng tạo hỏa vân cậu nghĩ mình cũng là rồng giống cai đô và cũng có nghĩa cậu ta có thể tóm được hỏa vân của hắn và cậu nghĩ nếu mình không đẩy hòn đảo lùi lại được thì ít ra mình cũng có thể ngăn nó tiếp cận hoa đô và phải ngăn diễn biến xấu nhất có thể xảy ra khi nào cậu còn thở thì con gờ hòn đảo này không được phép phá hủy hoa đô ở bên trong thì ít đờ dắt và apu đang chiến đấu với những tên cpo nhưng cả hai đều đã bị hạ khi hai tên bị đi thì hai con năm bờ phía sau xuất hiện và ít đờ dắt và apu cũng đã tĩnh lại Apu nói lũ chó săn của chính phủ hãy thể hiện sức mạnh của mình đi, có vẻ lúc này thế trận đã được đảo lộn. Lúc này Zoro vẫn còn đang mưa màn và nhớ lại lời của Kozaburo và Zoro bắt đầu nhận ra Kozaburo chính là một samurai và người đã rời Wano đi vào 50 năm trước chính là ông ta. Và làng của Zoro lúc trước cũng mang tên là Shimosuki giờ thì cậu ta đã hiểu ra tất cả không phải là trùng hợp nữa. Zoro bắt đầu đứng dậy và biết Inma đang khảo nghiệm mình lúc trước. Odin có thể cầm Inma một cách dễ dàng và bây giờ nó hút lấy năng lượng của cậu ta không phải có ý xấu mà nó đang khảo nghiệm Zoro đủ bản lĩnh để sử dụng nó hay không. Zoro cảm nhận được ô. Đen đã chết rất lâu nhưng hà kỳ của Oden vẫn còn tỏ ra từ Inma. Zoro suy nghĩ mình có nên tung hết hà ra để thỏa mãn được Inma hay không. Nhưng nếu tỏa ra hà mạnh và đột ngột Zoro, có thể sẽ chết. Lúc này những tên lính khi thấy Zoro có vẻ đã yếu đi nên bọn chúng muốn xông lên lấy đầu Zoro để được lên cấp. Nhưng bất ngờ Zoro vượt qua giới hạn bộc phát sức mạnh làm. Cho những tên lính phía ở sau bị hạ gục hoàn toàn. Kinh rất bất ngờ thì ra ngươi cũng có hà bá vương. Lúc này Zoro nhớ lại lần đầu gặp Luffy và nói một kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Và vua hải tặc tương lai sẽ không chấp nhận một kiếm sĩ yếu như vậy. Vì tao đã có lời thề với thuyền trưởng của tao và người bạn đầu tiên nữa. Zoro cười và nói chắc mày đã nói đúng rồi. Trở lại cuộc chiến Sanji và quen bệnh dịch. Sau khi Sanji đã quen văng đi, anh ba đã nhớ lại với sức Emma mà cha cậu dùng nó cho chiến tranh. Và nó đã làm cho những dân vô tội phải chết rất nhiều. Lúc mà Sanji quyết định phá hủy bộ biến hình của mình thì đã tự đấm vào ngực của mình. Quen lúc này đứng dậy và nói, thật đáng tiếc khi mày lại bỏ lỡ cơ hội đó. Đám nhóc Gemma các ngươi có cơ thể mạnh và tính cách đã được cải tạo tốt, thật phí khi dùng khoa học của. Tao để nghiền nát mày, cơ hội của mày đã không còn, nhưng rất may trước khi chết tao sẽ cho mày thấy sức mạnh của tao, sau đó quen dùng sparking bắn những tia laser từ mắt về phía. Sanji, Sanji thì không hiểu làm cái quái nào mà quen có thể, bắn tia laser từ hai mắt giống như thằng anh Gemma của mình, sau đó quen dùng súng ở cánh tay nhấm thẳng vào Sanji, lúc này tại, phường sung sướng bên trong nơi tránh nạn của các cô gái. Cô gái xôm đã tìm thấy con chuột của mình, nhưng bất ngờ có một tia đạn của Quen đã thổi bay cánh cửa ở đó và họ quyết định phải lùi vào sâu hơn trong lâu đài để tránh gặp nguy hiểm. Nhưng lúc này con chuột của cô gái xôm lại bị lạc mất, nên cô ta đã quyết định bất chấp nguy hiểm đi tìm lại nó. Lúc này Quen kéo cái cổ bằng máy của mình dài ra, phát ra những tia sét hút thẳng vào người của Sanji khiến cho anh ba rất đau và Sanji nhận ra đó cũng là một trong những chiêu thức của người anh của mình. Sanji né những tia đạn từ mắt của Quen, sau đó Sanji bay lên đá vào Quen quen thì dùng tay mình để cản lại đòn đó quen nói tao đã biết hết các chiêu thức của các anh em mày và tao cũng có thể tái hiện nó tao định đem ra biểu diễn sau khi mày sử dụng bộ giáp biến hình đó tao chờ mãi để được nghiền nát mày khi mày mặt vào bộ giáp vào như thế sẽ cho thấy kỹ thuật của thằng khốn nó không bằng kỹ thuật công nghệ của tao sanji nói tao chẳng liên quan méo gì đến hiềm khích của mày sau đó quen dùng cánh tay máy của mình bắt lấy sanji sau đó hắn xoay vòng tròn và ném sanji thẳng vào tường quen sau đó cầm sanji lên và nói chiêu này mày thấy quen không bọn mày là thành tựu có giá trị là tác phẩm hoàn hảo nhất mà hắn ta tạo ra nếu như vậy thì mày hãy tận hưởng nó đi mày không có bộ giáp thì chỉ có trình đến vậy thôi dứt lời quen nắm lấy sanji đưa lên cao và đập thẳng xuống sàn nhưng bất ngờ đôi chân của sanji đã bốc cháy sanji nói mọi việc chưa dừng lại ở đó đâu sau đó sanji đã đá gãy cánh tay máy đó của hắn quen đã vô cùng tức giận khi thấy cánh tay của mình bị gãy sanji đứng dậy và tỏ ra rất là tức giận tao đã cảnh báo trước với mày đừng bao giờ nhắc tên bọn chúng trước mặt tao quen đáp mày nghĩ mày là ai mà muốn tao im miệng cho dù không có bộ giáp chiến đấu thì tao vẫn có thể hạ mày sau đó chân anh ba bốc cháy lao tới đá một cú thật mạnh vào bụng của quen làm cho hắn văng ra thật xa bất ngờ quen lại đứng dậy như không có chuyện gì sanji nói có lẽ mày đã không nhận ra đòn vừa rồi nó không hề vô dụng bởi vì mày đang yếu đi quen đáp mày đã quên lúc ở dưới sảnh mày đã chạy trốn như một con chuột rồi à sanji nói mày cứ cười thoải mái đi tao đã chấp nhận số phận của mình rồi tao không còn là kẻ như trước ở dưới sảnh nữa thế là quen cười vậy mày cho ta thấy khác chỗ nào đi để từ chối trở thành người máy với trái tim sắt đá nên mày sẽ không đánh bại công nghệ của ta được sanji nói tùy mày có thể một ngày nào đó tao sẽ trở thành một con quái vật máu lạnh nhưng bây giờ tao chỉ muốn đánh bại mày và đôi chân của anh bà đã rực cháy quen thấy vậy liền nói mày bớt vớ vẩn đi khoa học của tao mới là vô địch mạnh nhất kẻ yếu như mày không thắng nổi tao đâu sau đó quen lao tới nhưng bất ngờ hắn lại biến mất tiếng của quen vang lên bây giờ ta sẽ cho ngươi thấy chiêu thức của mày hách ẩn hắn xuất hiện phía sau lưng sanji nhưng lúc hắn định bắn sanji thì bất ngờ sanji cũng đã biến mất điều này khiến cho quen cảm thấy rất ngạc nhiên vì sao sanji không có bộ giáp mà chỉ nhờ vào sự di chuyển cực nhanh để tàng hình quen thầm nghĩ khi nào nó kiệt sức thì sẽ hiện thân lại thôi và nếu như mình bắt sơ hở của nó và tấn công đòn tiếp theo thì mình sẽ chiến thắng đúng là một chiến thuật ngu xuẩn nhưng bất ngờ lúc này có một con chuột đang chạy ngang qua chân quen và cô gái đã nghe thấy và đang chạy lại chỗ con chuột của mình Tên quen tức giận vì sao cô gái này vẫn còn sống sau khi bị hắn trừng phạt. Bởi khi lúc trước đã gặp cô gái này khi đi tìm Sanji, trước đó khi Hizoji không còn ở đây cô gái này là cực phẩm số một của hắn và hắn đã gạ cô gái này rất nhiều lần nhưng đều bị cô. Ta từ chối, thế nên lúc này khi gặp lại cô gái hắn đã nổi giận và muốn ra tay với cô ta ngay tại đây. Lúc này Sanji đã nhảy lên trên nóc nhà và vô cùng tức giận. Anh ba suy nghĩ rằng sức mạnh Genma sẽ thay đổi mọi thứ về mình nhưng cậu không thể tha thứ cho một kẻ đã đánh phụ nữ trước mặt mình lúc mà quen đang đi tới chỗ cô gái thì sanji đã lao xuống sanji nhận ra bộ khung xương sức mạnh cơ bắp và tốc độ đã được cường hóa nếu như mình phối hợp chúng với skin hà vũ trang sẵn có của mình thì đôi chân có thể chống chịu lại ngọn lửa nóng rực hơn nữa bất ngờ dăm chân anh ba đã rực cháy và anh ba cảm nhận được tốc độ và sức mạnh của cú đá này đã nằm ở một đẳng cấp khác anh ba sẽ không bao giờ cho phép đàn ông đánh phụ nữ sau đó lao thẳng xuống quen với tốc độ ngọn lửa xanh cực nhanh đá vào cái đầu của hắn trước sự bất ngờ của cô gái trước cú đá này tên quen đã tỏ ra rất tức giận sanji nhanh chóng giữ lấy chú chuột trước những đòn đánh của quen sanji nhảy lên cánh tay dài của quen sau đó nhảy lên tung đòn bát cốt sau đó là vô số những đòn đá vào người hắn khiến cho quen văng đi nhưng bất ngờ quen có vẻ không hề hấn gì hắn đi tới và nói đó là sức mạnh của jema hay sao sanji nói cái tên đó đã không còn liên quan gì đến tao nữa quen chợt nhận ra sức mạnh của sanji đã được tiến hóa và nó sẽ biến đổi bản chất của con người sanji trong tương lai mày luôn từ bỏ sức mạnh jema nhưng mày vẫn là con của hắn sanji đã nhớ lại những lời nói lúc trước của cha và anh mình cậu chỉ là đồ cặn bã sanji đối mặt với con người hiện tại của mình và nói tất cả những điều đó cũng không thay đổi được cậu bởi vì cậu là đầu bếp số một của biển cả dù có biến đổi như thế nào thì tôi vẫn là tôi những hình ảnh đó biến mất cậu nhìn thấy thầy của mình và những thành viên mũ dơm đang đứng phía trước chờ cậu chạy tới một lần nữa chân anh ba lại rực cháy sanji nói tao vẫn chưa hạ được mày và tao sẽ nướng mày đến đây đi quen bệnh tật quen lớn giọng nói tao mới là khoa học số một thế giới. Sau đó hắn bắn những tia laser vào Sanji, Sanji đã chạy tới và né hết những tia laser của hắn. Sau đó anh ba nhảy lên cao và đá quen cắm đầu xuống đất. Sau đó không chần chừ mà cho hắn thêm một phát ngay ngực. Cú đá xanh rực lửa cực mạnh này đã khiến quen văng ra thật xa, quen xuyên qua những bức tường và thế là quen đã đăng xuất khỏi đảo quỷ luôn rồi. Lúc này trước sự ngơ ngác của cô gái, anh ba đã đưa lại con chuột cho cô. Cô gái rất vui vì đã tìm được con chuột của mình và nói cảm ơn Sanji. Sanji đã nhớ lại lúc mình còn nhỏ cũng đã từng cho một chú chuột ăn. Anh ba nói với con chuột đừng bao giờ bỏ rơi cô ấy nhé. Sau đó anh ba đã ngất đi, trong lúc mơ màng Sanji nhớ. Lại mẹ của mình và Sanji chính là ánh sáng của thế giới và cả mẹ anh. Và Sanji đã nở một nụ cười rất ấm áp, chuyển cảnh tới cuộc chiến của Zoro và King. Sau khi Zoro dùng hà kỳ bá vương hạ hết những tên lính thì King rất bất ngờ. Thì ra ngươi cũng có hà kỳ bá vương, nhưng không sao ngài Kaido. Sẽ hạ Luffy và Kaido mới chính là vua hải tặc. Sau đó King chém một ngọn lửa về phía Zoro, Zoro đã đỡ được hai bên lao vào chiến đấu. Zoro xoay thành Inma chém vào bụng Kinh nhưng vẫn không hề hấn. Kinh bay lên biến thành dạng khủng long bắn tia đạn về phía Zoro. Zoro chạy né đòn và nghĩ những đòn đánh thường vẫn không làm gì được Kinh. Kinh lao tới dùng cánh tấn công Zoro sau đó hóa cơn Lóc lao tới. Zoro dùng kiếm đã đỡ được. Sau đó Zoro nhảy lên dùng tam kiếm bọc haki bá vương chém Kinh. Kinh đã dùng kiếm cản lại. Haki bùng phát và sau vụ nổ thì đã khiến cho Kinh đổ máu lần đầu tiên khi đấu với Zoro và vết chém đó cũng đã phá hủy đi cái mặt nạ của kinh zolo nói đúng như mình nghĩ khi ngọn lửa trên lưng kinh tắt đi thì tốc độ của hắn tăng lên nhưng phòng ngự của hắn lại yếu đi lúc này những tên lính còn sống sót sau khi thấy được khuôn mặt thật của kinh thì bọn chúng đã bàn tán hóa ra những lời đồn đoán là sự thật cánh đen tóc trắng và màu da nâu tối chính quyền thế giới treo thưởng giá 100 triệu berry cho bất kỳ thông tin nào về nhưng bọn chúng chưa nói hết lời thì đã bị kinh chĩa kiếm tới trước sự sợ hãi và van xin của bọn lính mà kinh không ngần ngại cho chúng nếm mùi chết chóc Zoro đứng trên mái vòm thấy vậy liền nói, cả lâu đài này đã biến thành trốn hỏa ngục. Và, đó không phải là cách mày đối xử với thuộc hạ của mình như vậy. Đáng ra mày nên tập trung vào tao thay vì làm điều đó. Và tao nghĩ rằng bọn chính quyền có hứng thú với chủng tộc của mày. Mày có muốn giải thích với tao đôi lời không? Kinh gỡ bỏ lớp mặt nạ làm nổ mái vòng, biến hình thành dạng khủng long bay. Hắn nói sao ta phải mất công giải thích với một thằng sắp chết như mày. Kinh lao tới áp sát và dùng cánh hất ngã Zoro. Zoro đứng dậy và nói tao không còn nhiều thời gian nữa, cứ tiếp tục như thế này thì thanh kiếm sẽ giết tao mất lúc này kinh đứng trên tảng đá và nói tao cũng vậy cũng sắp tới cực hạn rồi Zoro thầm nghĩ gia tộc đặc biệt của hắn cũng chẳng có gì khác biệt với mình nhưng mày lại được ưu tiên thời gian hơn giờ thì tao sẽ hạ mày kinh liền đáp mày đừng có tự mãn Kaido đại nhân mới là vua hải tặc Zoro nói vậy thì mày chết đi Zoro bùng phát hà bá vương tam kiếm phái Santoji những tia sáng hà kỳ sới tung những lớp đất đá này lên nhưng kinh đã bay lên trên né được và kinh đã bắt đầu nhớ lại lần đầu khi gặp Kaido ở nhà tù Mày là nguyệt nhân tộc chính quyền sẽ không thả cho mày đi đâu. Tao đã thấy những thí nghiệm của bọn chúng để kiểm tra sức chịu đựng của mày. Và giờ tao sẽ rời khỏi. Đây và lập băng đảng của riêng tao. Mày tính sao có muốn một chân vào đó không hả chuột bạch. Kinh nghi hoặc hỏi ông thật sự cho là có thể thay đổi thế giới ư. Kaido cười và nói tao chính là kẻ duy nhất. Có thể và thế là Kinh đã đồng ý đi theo Kaido. Kaido hỏi mày tên gì Kinh đáp Akbar. Mày quá mạnh mẽ nên hãy tự gọi mình là Kinh đi. Sát cánh bên tao và tao sẽ không bao giờ bán đứng mày. Từ giờ trở đi mày sẽ là cánh tay phải của tao sau đó bất ngờ kinh cầm thanh kiếm của mình bắn ra một con rồng lửa lao thẳng xuống chỗ zoro zoro dùng hai thanh kiếm cảng lại zoro nhận ra thứ lửa này giống như là dung nham vậy và zoro cảm nhận ngọn lửa trên thanh kiếm của kinh đang bắt đầu gây tổn hại đến những thanh kiếm của mình thì zoro nói tao sẽ không để mày tước đi những cây danh kiếm của tao zoro bộc thêm hà ki đẩy lùi về phía sau nhưng khi zoro vừa mới đáp xuống đất thì có những đường sáng năng lượng và kinh bất ngờ lao thẳng đến zoro cản lại và chém kinh phải lùi về sau Ngọn lửa trên lưng Kinh đã bốc cháy kinh lao tới chém Zoro, Zoro bị đẩy về sau chỗ ngọn núi và Zoro đã bật tới bút Haki tạo ra một vòng tròn lao tới Kinh, lực ép này làm cho lớp đất đá bị sới lên, Kinh cản lại và dùng kiếm hất mạnh Zoro văng vào vách đá, lúc này cả hai đã thấm mệt nên cả hai sẽ dùng một đòn kết, Kinh lao lên trời bộc phát hết sức mạnh của mình, Kinh tạo ra những vòng tròn, lửa lấy mình làm trung tâm, Kinh tức giận nói tao sẽ cho mày thấy sức mạnh thật sự của tao, Zoro nói vậy thì kết thúc ở đây thôi, Kinh bắn trùng năng lượng và tạo ra hàng trăm con rồng lửa lao tới chỗ Zoro. Zoro lao tới bút Hà Kỳ chém đứt hết những con rồng lửa của kinh. Kinh thấy vậy tức giận đã tạo ra một con đại hỏa long khổng lồ lao thẳng tới Zoro. Zoro thì vẫn không dừng lại mà di chuyển. Trên những tảng đá, bút thêm Hà Kỳ lao thẳng tới, tạo ra một luồng Hà Kỳ chẻ cho địa ngục phi long của kinh đứt thành nhiều đoạn. Kinh thấy vậy bộc phát hết Hà Kỳ dùng địa ngục phi long chém thẳng tới. Zoro đã dùng diêm vương tam long bách tam quan, cả hai lao tới với tốc độ ánh sáng, cả hai va chạm vào nhau tạo ra vụ nổ kinh khủng. Luồng Hà kinh khủng này đã thổi bay những Núi đá bên dưới, bên trong vụ nổ Zoro bất ngờ bay xuyên ra ngoài, và kết quả sau đòn tấn công đầy mạnh mẽ đó, kiếm của Kinh đã gãy còn cánh thì cũng bị Zoro chém đứt. Lúc này Kinh hồi tưởng lại lời của Kaido, "Mày vẫn còn tin vào cái chuyện đó mày tưởng tao là John Boy à? Thế giới này tạo ra có thật sự là thế giới mày muốn không?" Kinh đáp giờ thì ngài có làm gì cũng không còn quan trọng nữa, ngài đã, "Cứu tôi một mạng, truyền thuyết là truyền thuyết, chỉ cần ngài là kẻ mạnh nhất thôi, và tôi sẽ đảm bảo không bao giờ để thua cho tới khi ngài trở thành vua hải tặc." còn Zoro thì lại nghĩ mình sẽ không. Thua cho tới ngày đánh bại Mi để trở thành kiếm sĩ đệ nhất, tôi sẽ không bao giờ thua có ý kiến gì không vua hải tặc. Luffy cười và nói không có vấn đề gì, nếu đây là cái giá phải trả thì ta sẽ trở thành diêm vương vua địa ngục. Sau đó Zoro vung kiếm chém thẳng xuống chỗ kinh đang rơi, và thế là cánh tay phải của Kaido kinh hỏa hoạn đã bị đánh bại. Zoro thì cũng đã kiệt sức mà ngất đi, lúc này gần đó một con chim truyền tin đã truyền tin tới chỗ của tên CB0, tên này rất ngạc nhiên khi biết kinh đã thua bởi vì sự thật này không thể chấp nhận được những Stars mạnh nhất và Toby Roppo đều bị đánh bại. Điều này không phải là chuyện đùa nhưng chiến thắng đó sẽ là vô nghĩa. Nếu như hai con quái vật lớn Big Mom và Kaido vẫn đứng sừng sững ở đó, lúc này Big Mom Kid và Lo cũng đang ở thế rằm co hai bên cũng đã bắt đầu dùng con bài tẩy cuối cùng của mình. Khi cuộc chiến của Luffy và Kaido dần tiến tới một hồi kết, thì những mối nguy khác vẫn cộng kề, chính là kho thuốc súng và đảo quỷ đang rơi xuống hoa đô. Nếu như hai cái này xảy ra thì hoa đô sẽ không còn. Bên dưới đảo quỷ Momo thầm nghĩ vô số dân chúng. Họ đang chơi hội hoa đăng, mình phải ngăn nó lại bởi vì họ hoàn toàn không biết rằng mọi chuyện đang xảy ra và mạng sống của họ có thể bị tước đoạt bất cứ lúc nào, còn bên dưới gần kho vũ khí. Thì Yamato đang cấp tốc đuổi theo con quái vật lửa của Orochi, khi Yamato chạy tới cửa kho vũ khí, thì có một tên khổng lồ Rocky đang canh giữ cửa vào. Yamato vì không còn nhiều thời gian nên cô liền nhờ Fuga giúp mình đánh Rocky và tìm chìa khóa để vào. Thế là Fuga không. Nói nhiều liền lao tới húc thẳng vào người của Rocky, cú húc này đã làm bay luôn cánh cửa kho vũ khí mà không cần dùng đến chìa khóa nữa, Yamato cảm ơn Fuga và nói hãy giữ chân, Rocky lại để mình vào bên trong, chuyển cảnh tới gác mái giữa tầng 1 và tầng 2, Usopp đang dẫn theo một phần thân thể của Kin, cuối cùng cũng đã tìm được ơn và Kiku đang bị thương rất nặng, mà đám lính của Kaido thì đã chạy tới tấn công Usopp, Usopp thì bị ngọn lửa và những tên băng bách thú bao vây, mấy tên, băng bách thú này rất thích thú, khi thấy cái đầu thánh Usopp treo thưởng 200 triệu berry, trước tình hình này Kinemon đã nhờ Usopp hãy đưa Kiku đi trước, còn Kiku thì lại từ chối vì mình đã bị thương rất nặng có thể không qua khỏi. Thấy vậy Usopp liền nói thế thì tôi mặc kệ hai người tôi té trước đây. Nhưng Usopp đã nghĩ lại thế thì nỗ lực giải cứu bọn họ. Trở thành công cốc sao? Sao đám samurai này cứ thích chết thế nhỉ? Tôi không hiểu và ám ảnh về danh dự với seppuku của mấy ông. Biết đó là văn hóa của các ông rồi nhưng mà tôi nuốt không trôi. Nhìn tôi này, vật vã với nước mắt nước mũi chảy lòng thòng. Thì cũng thấy nhục đó nhưng tôi mặc kệ. Và nghĩ lại cuộc hành trình khó khăn để có danh hiệu thánh là như thế nào. Tôi không bao giờ từ bỏ khát vọng sống của mình hai người phải cố lên, kể cả có nhục nhã tới nước này rồi mà chết thì có phải uổng phí không, chỉ thắng trong trận này là chưa đủ đâu đám đần này, lúc mà Usopp bị tấn công dồn dập trở nên nguy hiểm, thì bất ngờ từ trên không trung Izo đã xuất hiện, nói hay lắm thánh Usopp nằm xuống nào, và Izo xử lý những tên lính và giải cứu cho thánh Usopp. Những tên lính băng bách thú này rất ngạc nhiên khi thấy Izo và Marco xuất hiện, đó là cựu đội trưởng của băng dâu trắng. Lúc này Izo tiến tới chỗ em gái Kiku, à không em trai Kiku của mình và nói, em đừng cố quá nó sẽ làm vết thương em nghiêm trọng. Nếu như hai người thật sự tin tưởng ở lúc phi mũ rơm thì hai người cố gắng phải sống. Izo cởi áo ra và bắt đầu chiến đấu. Izo nhờ thánh Usopp bảo vệ cho hai người họ. Usopp rất ngạc nhiên khi Izo lại biết tên tuổi thánh của mình. Vậy lũ này nhường lại cho anh nhé tôi chạy trước đây. Lúc này diễn biến trên tầng 3 thì Raizo đang chiến đấu với tên đầu dài. Hai người này không ai muốn giải phân bế thuật của nhau cả. Nên thế trận cứ ở thế rằng co. Lúc này tên đầu dài nói, nếu mày thích thì ta chiều định mệnh không đứng về phía mày ngọn lửa đang bén vào mày, lúc mày chết thì tao sẽ được tự do. Raizo liền nói ta là thuộc hạ trung thành của chúa công Odin, ngọn lửa nhỏ này còn không đủ khiến ta đổ mồ hôi, còn lúc này ở bảo khố tầng hai tên Orochi đang mơ màng, vì được gặp lại Hiyori, hắn ta dù cô bỏ chạy trước khi hòn đảo nổ tung, Hiyori nói có việc gì khiến ngài phiền não ư? Orochi nói không nàng hãy đàn cho ta nghe bài hát mà ta thích, nhất đi, Hiyori đã đồng ý, còn ở tầng hầm thứ hai thì Apu khi nhấm đánh không lại hai tên CB0, thì đã bỏ cuộc chạy lấy người, rũ theo Inbi rời khỏi cuộc chiến, bỏ mặt lại đờ rắt và number. bờ. Danh hắn nói xin lỗi danh Ki và rất vui vì được biết mày đờ rắt, còn đờ rắt lúc này đã bị hai tên CB không đánh cho bất tỉnh nhân sự, lúc này có tiếng ốc sen liên lạc, cuộc gọi đó là của tên CB không kia liên lạc với hai tên này, hắn hỏi các cậu đã bắt Nico Robin chưa, vẫn chưa có chuyện gì bất thường, các cậu cần phải ra khỏi lâu đài cấp tốc, bọn stars của Kaido đều bị hạ gục cả rồi, điều này khiến cho hai tên CB không kia không thể tin được sự thật bởi vì bọn chúng nghĩ những tên thế hệ tồi tệ mới này có cơ hội chiến thắng là một phần triệu nhưng chúng ta cũng phải sẵn sàng cho tình thế xấu nhất bởi vì tin tức này sẽ làm chấn động mọi thứ trên thế giới định mệnh của một thời đại mới sẽ được định đoạt ngay trên hòn đảo này trong vài phút nữa con người không thể cố gắng mãi được ác hẳn nó đã tới cực hạn của mình đó là trận đấu định mệnh cuối cùng của luffy và kaido luffy lúc này dùng gomogo mono kaido thì dùng agwack cả hai tấn công trực diện vào nhau tạo ra một luồng haki kinh khủng cả hai cùng bộc phát haki Luffy tiếp tục lao tới nhưng bị Kaido bổ văng vào vách đá. Luffy không dừng lại mà tiếp tục lao tới dùng chân bút hà kỳ đá Kaido. Kaido dùng chi đỡ lại tạo nên một luồng hà kinh khủng. Kaido dùng sức hất Luffy đi sau đó bổ cây chỉ có hà kỳ vào đầu Luffy. Luffy cố bộc hà thoát ra, sau đó nhảy lên kéo dài cánh tay, thổi phồng lên, dùng rock đấm vào mặt Kaido. Cả hai đã cùng văng ngã ra. Luffy đứng dậy nói ông làm cho tôi càng lúc càng hứng thú rồi đấy. Kaido cười và nói tao cũng cùng chung suy nghĩ với mày đó. Luffy lúc này dùng Mono, Mono, Kaido thì dùng Agwak, cả hai tấn công trực diện vào nhau, tạo ra một luồng haki kinh khủng, cả hai cùng bộc phát haki, Luffy tiếp tục lao tới nhưng bị Kaido bổ văng vào vách đá, Luffy không dừng lại mà tiếp tục lao tới dùng chân bút haki đá Kaido, Kaido dùng chi đỡ lại tạo nên một luồng haki kinh khủng, Kaido dùng sức hất Luffy đi sau đó bổ cây chỉ có haki vào đầu Luffy, Luffy cố bộc haki thoát ra, sau đó nhảy lên kéo dài cánh tay, thổi phồng lên, dùng Rockwool đấm vào mặt Kaido, cả hai đã cùng văng ngã ra luffy đứng dậy nói ông làm cho tôi càng lúc càng hứng thú rồi đấy kaido cười và nói tao cũng cùng chung suy nghĩ với mày đó trước những đòn hà kỳ mạnh mẽ của hai quái vật bên dưới momo cảm nhận đảo quỷ đang rung chấn rất mạnh và cậu quyết tâm mình sẽ làm được còn bên dưới hoa đô lúc này mọi người dân đang uống rượu bởi vì đây là ngày duy nhất trong năm họ mới được phép uống rượu và họ biết hết đêm nay thì họ sẽ trở lại với cuộc sống hiện thực đầy cay đắng của mình nhưng họ không dám nói lớn vì sợ tai mắt của Orochi ở khắp mọi nơi và lúc này lễ hội cũng đã sắp đến hồi kết và mọi người sẽ bắt đầu chuẩn bị thả đèn trời và viết lên những mong ước của mình cho tổ tiên. Cô Tetsu dẫn Otoko đi chơi và cô bé đã viết những lời ước nguyện của mình đến người bố đã mất và ước nguyện của cô bé chính là muốn gặp lại bố mình. Cô bé luôn mong muốn điều đó sẽ thành sự thật, trở lại trên đỉnh sọ cuộc chiến của Luffy và Kaido. Kaido cầm theo vòi rượi đi tới nhìn lên trời ngắm trăng và uống. Luffy lúc này tỏ ra tức giận khi Kaido đang trong trận chiến nhưng lấy rượu ra uống. Kaido nói bởi vì ta đang rất là vui vì hôm nay Hoa Đô đang mở hội và đáng lẽ bọn tao đang mở tiệc ở Onigashima, nhưng bọn mày xuất hiện phá tan mọi thứ và rũ Luffy làm vài ngụm cho vui. Luffy nói tôi không thích uống rượu. Kaido nói mày là trẻ con hả sao không uống. Luffy nói tôi không uống vì sau khi đã đít ông. Xong tôi sẽ mở tiệc cùng với mọi người. Vậy à nghe vui nhỉ vậy chúc mày thành công nhé. Luffy nói ông uống say rồi sao. Kaido nói chút rượu này thì nhầm nhò. Sau đó Kaido ôm mặt khóc mày. Đã phá hỏng buổi tiệc của tao nhóc mũ rơm. Kaido tức giận phát ra hà kỳ cứ tưởng sẽ đánh nhau, nhưng bất ngờ Kaido lại phá lên cười và đi loạn choạng như mấy ông già say rượu. Luffy tức giận ông say, rồi đánh đấm gì nữa. Luffy lao tới và nói ông tốt nhất là đừng có lấy đó làm cái cớ khi thua tôi đấy. Kaido đứng dậy loạn choạng nói tao cũng đã thực sự công nhận thực lực của mày. Luffy đã nhảy lên, vung nấm đấm khổng lồ tới Kaido, nhưng Kaido đã ngã người ra sau dùng túy long bát quái né được. Kaido biến thành dạng lai like nói ta không nhớ nỗi lần cuối, mình bị thách thức phải đánh một trận tay đôi. Nghiêm túc là từ khi nào nữa, Kaido đô vung cây chùy lên bộc thêm hà ki dùng tùy tiếu, hắn cười lên và bổ về phía Luffy, đòn này đã bổ trúng mặt Luffy đòn này mạnh khủng khiếp, làm mặt đất chỗ đó bị sới tung lên, Luffy đã tạm thời bất tĩnh và với lực đánh đó làm cho trần nhà bên dưới thủng một lỗ lớn, khiến cho những tên lính và mọi người ở dưới rất là hoang mang, Kaido đô hóa thành dạng, rồng buôn bã khóc và nói, ta đúng là vô tích sự đến cả một lâu đài cũng không bảo vệ nổi, chắc phải xây lại thôi chắc phải mất 5 năm, còn Luffy sau đòn búa bổ của Kaido thì Luffy đã ôm mặt phải thốt lên mẹ nó đau quá đi lão già khốn nạn này còn Kaido đang tiếc về việc bán vũ khí và sản xuất trái ác quỷ mình đã cố gắng hết sức rồi lúc này Luffy đã lao tới và tự nhủ mình đã hơi chủ quan Kaido thì lại đang buồn bã vì mình đã cố hết sức bảo vệ nhưng có vẻ vẫn còn chưa đủ lúc mà Luffy lao gần tới hắn thì hắn đã dùng long diệt toàn phong xoay cơ thể theo hình vòng tròn bắn ra những lưỡi đao phóng về phía Luffy Luffy bị chúng bay đi nhưng cậu vẫn tiếp tục lao tới Kaido bay lên khóc kể không ngừng và biến thành dạng lai like. Luffy nghĩ Gã này tập này sao khóc kể nhiều vậy, cả hai cùng lao tới chạm Hà Kỳ với nhau nhưng Luffy bị đánh văng đi, Kaido khóc lóc khi bị thằng con bỏ nhà ra đi mà còn đánh mình nữa đúng là ra. Môn bất hạnh,